Sài Gòn. Tiếp nữa. Chào chim sâu. Chim sâu ơi. Ngày qua nói mất tiền hết rồi, bây giờ tiền đâu mà mua chim sâu vậy? Tiền đâu? Tiền lấy chị gỡ gỡ tiền đó. Đi đó. Sao bà nói vậy, sao bà nói chuyện vậy mà sao bà nói chuyện mà cái mũi chẻ giật gì? Sao bà nói giật mũi chẻ vậy? Hả? Rồi là bà nói với số. Mới là ngày qua mất tiền hết rồi, bữa nay tiền đâu lấy số. Chị cho kèm đó. Chị cho tiền thôi. Chị nào cho? Có chị cho hả? Chị Singa Bo ha la la. La la. Dạ, la la là hay la da si da. Vậy là chị sao rồi? Vậy là mình có vốn mình lấy số bán rồi phải không? Làm lại. À, chị có vốn rồi. Không hung quá. Không. Hỏi là hồi hôm là bà mẹ chồng mới tiết lộ là bà hôm là bà đang định sao. Mời chị đó ly cà phê coi, tốt nhất là mình là người tả ơn coi. Uống khác đi đây trả, đừng uống cà phê. Cái gì? Uống rồi hả? Tạ ơn cái chị năn nỉ đó coi. Kìa nó tạ ơn bà kìa. Nó tạ ơn bà ly cà phê, nó nói nhờ bà. Nhờ bà thôi á. Chờ bà. Hỏi nè, là hôm là bà năn nỉ mẹ chồng sao giờ nói lại cho nên. Năn nỉ là coi. Năn nỉ là bữa lại coi. Nó nói cái đuổi ra đi rồi nhà đâu ở. Chứ không phải đi Singapore hả? Không phải Singapore có nhà hả? Ai năn nỉ tiếp à? Ồ, trời, giữ anh đâu, cho quay mặt cái gì mà năn nỉ tiếp coi. Đây. Chị nó quá vàng, vàng nhiều quá nhiều hết ơi. Giờ nó tóm tắt lại là mẹ chồng có cho ở không? Có. Rồi cho được phải không? Rồi quá. Căng rồi đó. 100% luôn. Cách gì? Căng chưa là mấy à? Hào. Ông quá nặng là không ăn uống. Cái gì? Cái đó là cái đó chìm xong rồi vậy? Đổi giấy số hả? Đổi giấy số. Đổi giấy số cho anh ta. Anh à, đổi giấy số luôn kìa. Khi này đứt vốn luôn rồi. Vốn rồi. Tan tàn. Đây là nó dốc nè. Ngày hôm qua là mới đó là mất hết tiền mà. Ừ. Sáng là có tiền đứng số. Đó tiền bó bó đó. Tiền bó bó. Nãy giờ gặp nó hôm qua bà hai. Tiền bó bó là tiền gì? Là tiền Singapore hả? Ờ, Singapore. Đổi đó. Cầm. Nói chuyện được rồi. Mới ngày qua nói không tiền nhiều có tiền quá hên ha. Cô kêu nói lịch sự cho người ta thương, đừng làm sầm cô không chịu. Rồi nói coi tiền đâu. Nghe con nghe. Ngoan. Mình nói thì mị cho đàng hoàng. Dạ. Đâu sáng giờ bán được nhiêu vé rồi? Còn nhiêu tám. Nãy là tiếp mua 5858 hết rồi, xong đi bán là già đến bến đò. Ông chưa mua nè. Ờ, mình chưa mua. Chút nữa là mua cho. Mua tụt vé. Sáng ăn gì chưa? Chiều sau. Thua. Sáng tế. Sáng ăn chưa chiều sau? Được. Rõ. Rồi. Ê. Bà chị đại của tôi. Rồi. Tôi chính thức trân trọng thông báo cho bà một tin vui buồn vui một tin buồn vui. Tôi đang nói chung là cái mặt tôi hiện tại giờ nói chung là không có được vui. Đúng rồi, nó buồn tại vì cái chuyện buồn là mình phải nói buồn đúng không? Thông báo một cái tin nè, đừng có sốc nha. Rồi. Đừng có xỉu nha. Là đây để nói cho nghe nè. Vì cái lý do mà hôm nay bà đi về mà từ ở trên núi bà học được một cái bộ môn gọi là cung phu
về đây á, bà biểu diễn á, lên mẹ chồng của mình thì bây giờ là có một cái thông tin là mẹ chồng bà sẽ cho bà đi theo mẹ nuôi. À, xin cho bà đi xin gà bò. Không gà giữ bò. Ở nhà, một là bà theo mẹ nuôi, còn hai nữa bà đi xin gà bò. Bà đi xin gà bò. Còn hai nữa là Malaysia. Làm sao mà chồng đuổi đi, bà và chồng đuổi đi vậy? Đồng. Cái này là thông tin chính xác. Nhờ cái gì, cái gì? Đâu nói lại, nhờ cái gì? Mình suy nghĩ như thế nào mình lại nói ra được cái câu đó. Mình nói thôi. Là mình cứ nghĩ là cái đó là của mình đúng không? Của mình thôi, mình nhờ. Nhờ là lý do làm sao mà nhờ? Nhờ sao? Nhờ nói sao cởi ra. Có cho rõ ràng. Rõ ràng không? Tại mình không nhà không cửa. Tại Lâm Hương mình. Rồi sao nữa? Có nhiều lắm. Lâm Hương mình rồi vậy. Rồi đó. Rồi sao nữa? Nhiều lý do lắm mới được. Ít lý do quá thuyết phục không được, nhiều mới được. Tiếp tục. Sao mà cái nhà của bà đó? Tiếp tục. Bà nói làm sao ở nhà của bà đâu? Tiếp tục. Dạ bà tuyên bố một tiếng mạnh là cái nhà đó của mình đúng không? Chính xác. Ok. Chính xác bao nhiêu phần trăm? Có 100%. 100% đúng không? Cái này là chính miệng mình nói ra nha. Rồi. Là Vinh không có ép buộc mình nói nha. Nhớ kỹ nha. Ở đây anh em mình YouTube không ép buộc, tự nói ra. Hứa danh dự, bắt méo một cái. Bắt méo, rồi. Rồi, trăm, ok, trăm. Rồi thả đi chứ. 100% ha, nhớ nghe. Đây, để nói nghe nè. Thí dụ, mà lỡ mình bị đưa đi thiệt, thì mình sẽ làm như thế nào? Tính sao? Tính sao? Mẹ chồng đuổi đi. Đuổi đi thiệt. Nếu mà mình bị mẹ chồng đuổi đi thiệt, mình tính sao? Đuổi rồi. Ủa tại sao? Đuổi rồi. Ủa, tại sao mình nói là nhà của mình mà tại sao mình là bị đuổi? Mà mình nói là nhà của mình, tất nhiên là mình là chủ nhà rồi, đúng không? Tại sao mình lại đuổi? Bị đuổi? Sao kỳ với ta? Kỳ ta. Kỳ ta. Nói coi chùm sau cái gì sao? Tôi biết tôi nói cái tin này nói chung là cũng rất là buồn cho bà, nhưng mà cái sự thật tôi nghe cái thông tin là như vậy, nhưng mà không chắc 100%. Cái đó nói chung là tùy theo cái người khác suy nghĩ nữa ha. Rồi, tôi chỉ thông báo cho bà vậy thôi. Bây giờ cảm thấy nè, trong lòng mình nó cảm giác như thế nào? Suy nghĩ sao? Có thử nghe chơi. Nước mắt chảy ra. Không. Không, hãy khóc đi. Em. Cái gì? Bữa nay anh Kiên kêu chim sâu bằng em hả? Chơi đâu? Trời ơi. Em rồi đó. Nghe em luôn vậy. Rồi. Rồi bây giờ kêu là anh kêu mặn gì? Giờ kêu là anh kêu mặn gì? Ai biết? 300 khán giả yêu cầu ca ăn bản kìa. 300 khán giả yêu cầu ca ăn bản kìa. Ca giáp rồi. Hò đi, với mấy học ca mình hò đi. Giờ bỏ hò hả? Hò sợ cái kia tới số luôn. Nghiêm túc lại. Mẹ nuôi lên rước bà giữ ở luôn. Giờ giữ mẹ chồng thì mẹ nuôi bà chọn theo ai? Bà đang ngồi đẳng kìa. Đang ngồi đẳng kìa. Để nè, tập trung nè. Tập trung vô công việc. Nói vậy nữa vậy. Giữa nè, giữa mẹ chồng và mẹ nuôi mình sẽ chọn ai? Vậy bây giờ nó không. Chị nuôi dẫn rồi. Nếu mà bà chọn mẹ nuôi là không chọn mẹ chồng là bà ở nhân là Long nghe mình luôn. Hình như khúc này nó đang rối. Bà chọn thở lại. Mẹ chồng hay mẹ nuôi? Bà chọn mẹ chồng hay mẹ nuôi? Mẹ chồng đúng không? Rồi mẹ chồng không chọn bà, lấy gì bà chọn? Ôi hai dòng lệ thảm tăng. Rồi bà chọn mẹ chồng mà sao mà mẹ chồng với mẹ nuôi tàn là tôi thấy bà nghe lời mẹ nuôi không vậy? Bà không nghe lời mẹ chồng mà bà hô chọn mẹ chồng. Chim sâu. Ê, nó nhỏ nghe nè. Tại sao không chọn chị nuôi? Đi qua rồi chị nuôi luôn. Đi qua xin gà bó. Rồi chọn ai? Mình đi nước ngoài mình bán cà phê. Tại sao? Cà phê NN. Đâu bữa nay nói thử nghe chơi bữa. Chọn ai? Chọn đi xà bo hay gì? Hả? Không, cái này là. Bắt như vậy. Thôi.
Ơi 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 ơi. Cái cam nó đổ cái gì? Hò hò chim sâu hò cái gì vậy? Chim sâu hò nè. Hò đi. Ủ hành. Cái nịch kìa. Bây giờ con bà đếm con gì không, con sặc gặn đó. Nè chim sâu ơi, mày hò đi, mày hò đi. Ôi rồi đây nè, Mạnh Thường Quân này là Mạnh Thường Quân chính tông luôn nè. Đó, chơi luôn nè, chơi khô thật thằng cho chim sâu luôn. Họ đi mới mua đó nghe. Đó, thấy không, đây nè. Trời ơi, vỗ tay vô tay. Rồi. Thôi đi trả lại đây, không rồi nó trả lại. Bà chim sâu ở tới nấu cái gì? Khô 130 đó thôi là nhiều. 130 đó là 30. Có 130 không nhiều. Vậy cũng ngộ sắp bị đuổi. Nhiều thế nào? 130 đó là 30 đâu phải không? Nói nhiều. Nói nhiều. Mua rồi, đừng có lấy tay nữa. Giỡn thôi ha. Lấy 20 ngàn hết rồi. Nè, bà cô mình mạnh thường quân, nó đỏ. Rồi mình cảm ơn cái bà cô ở bên nước ngoài thương mình cho mua khô cho mình ăn. Thì cảm ơn đi. Cô ở nước ngoài. Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Cô Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Cô cũng như là chim sâu cũng thèm khô đó chim sâu, phải không? Bây giờ tập trung vô cái vấn đề nè. Chút xíu nữa chuẩn bị cái bọc hay là cái vali? Hay là cái bao? Đang đựng quần áo. Khô này mua về đem làm gì ăn chim sâu? Theo mình ăn được mấy ngày?
con đủ ăn rồi. Gì hả? Ăn chồng. Nè, rồi mình ăn hết khô phải không? Rồi mình mua chuột tiếp tục mình ăn nữa. Cái gì mà đưa đó? Cái gì mà chu cái mũi chẻ ra ngoài vậy? Chuột cắn rồi. Chuột cắn. Dạ, chuột cắn mỏ hả? Cái chuột không mơ mua cho 1 ký. Ờ ghê vậy ta, Mạnh Thường Quân là mạnh nha. Quá mạnh rồi. Mạnh Thường Quân là mạnh nè. Quân Mạnh Thường Quân là nón đỏ. Mạnh Thường Quân nón đỏ. Ai 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 500 ngàn. 500 ngàn. Ai số đâu, mua lưng để số đâu. Đây nè, nó rõ nè, 5 tờ giấy số là bữa đó đưa cho Vinh. Quà 500 ngàn, bữa đó bà đi núi tôi điện bà không bắt máy. Ta không cho nữa. Có ai nghe đâu. Ờ không nghe thì bây giờ ta rút lại rồi. Ta chạy lấy lại rồi. Để nói nè, mình biết làm sao mình giúp. Đây nè, nó khổ rồi. Khổ. Nè, nè. Khổ gì của người ta, ta rút lại rồi tôi làm sao? Người ta lấy lại nghe rồi. Nói à. Ê, có chịu nghe nói không? 500 ngàn đó do mình không chịu bắt một cú điện thoại. Ờ, à, người ta điện thoại cho mình do mình không bắt. Đối thường ai. Còn đi đâu mà đi với chị nuôi, với Singapore, đồ không mẹ nuôi, đồ không mượn. Mình alo cái đi. Mình alo mình được 500 ngàn rồi, bây giờ là đây đòi rồi. Ở đây ta YouTube nghèo muốn chết luôn. Vậy. Không cả. Cưng đừng. Cưng đừng có mơ nữa. Đừng nằm mơ nha em. À, không đợi 500, đợi 50. Không. Danh dự rồi. Đúng rồi. Mới cho nữa cái khô. Số. Đến chạy qua chạy lại. No, 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 no. Xin 500 không to thì trả. Trời ơi, chuẩn bị tư thế đi đó mày. Còn 500. Trời. 500 mà ai nào là 500. Sáng giờ chưa bán hết cái số hả? Rồi không có ăn thua nữa nè. Ờ, bán hết trên giấy số lẹ lẹ đi về nghe thông tin mới kìa. Nghe thông tin mẹ chậm kìa. Chuẩn bị nhét bông gòn vô lỗ tay. Hai tờ. Cái gì cái ngón tay bị gì vậy? Hồi nãy nó đúng ra là chim sâu kêu tôi ra mình một thôi. Vậy hả? Mà nè. Tôi không cho luôn hả? Bây giờ để ra chị hỏi nè. Rồi mai mốt là dứt khoát tôi chắc nè. Không cho một xu luôn. Mấy ông luôn, để tôi hỏi nó một câu thử coi nó trả lời tôi như thế nào. À. Bây giờ mấy chị quay ở đây cho tiền cưng, uống cà phê, mua đồ tất cả cái gì cưng cũng có. Mà cưng mệt là mệt làm sao? Bây giờ cưng ngồi với cưng làm gì mà cưng mệt? Nói đi. Ờ. Chị mấy chị đứng nè, mấy chị chưa than mệt nè, mà em ngồi rồi chị uống cho uống cà phê, mua khô, chị ăn tất cả rồi cho tiền. Mà nó nói tụi em quay là nó mệt. Mà mệt làm sao? Nói đi. Mệt ở chỗ nào? Thì hồi nãy kêu, đây nè, hồi nãy nó mệt đi thì ở nhà nó ngủ luôn. Ờ, mệt nhà ngủ đi, thì lại đây làm chi? Chịu sao? Sao không? Ai? Bà không được, tôi không có bà trời mệt. Ông không đi à? Nhé nhé. Không không đi à. Ai nói vậy? Không không đi nói gì. Ai nói gì ai tức đâu hả? Dạ yeah, cái này, dạ yeah, cái. Bây giờ là bà phải sửa cái tánh lại đi. Người ta là bà xin tiền người ta không cho bà mệt, bà phải sửa tánh lại người ta mới giúp đỡ bà. Còn không á là cái tánh người ta là quay không có một mình ngồi không mình uống cà phê mà mình than mệt. Bởi vì mình Thân Quân lại rút tiền lại luôn. Cho rất là nhiều tiền nhưng mà rút lại hết rồi. Nói cho bà biết nha. Hai lượng giàu biết làm gì giờ? Hai tờ 4 tỷ. 4 tỷ. Cho chim sâu 5 triệu. 4 tỷ cho chim sâu 5 triệu. Kè. Rồi có. Đòi nó nói gì nè, chút quýnh cũng vậy. Chuyện nữa. Đó không? Kè. Nó đòi quýnh con chị kìa. Đó. Ờ, chứ không quýnh bà, quýnh con bà đâu mà. Rồi. Thôi, rồi bây giờ đi bán vé số đi. Nói chuyện đó. Càng bán nghe coi ai cũng nói chuyện một cây. Cá thử xin nghe. Thôi, đủ lít chưa? Ê. Ừ. Chuyện sau ơi, bye bye nha. Bye bye. Chuyện rồi. Rồi. Tranh thủ bắn hết với số đi về nhà coi mẹ chồng nói gì kìa. Rồi. Chuẩn bị đi cưng. Chiều nay YouTube là nhà. Dành nhà dám hả? Dám dành nhà nói 100% là nhà của tôi luôn. Rồi xong. Rồi chào luôn Kiều Phong ơi. Chào. Còn mệt nha mới mất.